nó lại đang xử lý. Đây là cái lịch sử rút tiền của mình nhỉ. Đấy, càng ngày càng ít. Đấy, ngày trước rút được 4 triệu, 6 triệu, 3 triệu, bây giờ rút được có tí xíu rồi. Tùy chơi kèo gì thôi anh em, có kèo được nhiều, có kèo được ít. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 ha, nó bắt đầu trả lương của cái web là Uphouse này. Có một tin nhắn gửi về. Mình đã nhận được là 109 web từ cái Play Software International. Ok. Bấm chữ là Transaction Detail. Đây là xem chi tiết của nó thôi ha. Rồi, đây. Đã cộng bộ này. Rồi thì qua bên đây nhìn cho nó hiểu hơn này. Đó, nó sẽ ghi là 20 đô 20.01 đô này. Anh em kéo xuống dưới sẽ thấy cái chữ là Play Reward. Anh em chọn đây ha. Ở đây thì bạn muốn rút tiền về đúng không? Thì bạn sẽ chọn một chữ là to cryptocurrency or unity thì mẹ gì đó dài dòng á. Đó. Và ở đây thì anh em chọn một cái đồng mà có thể là quy đổi từ BET ra nó được, XRP ha. Thì mình sẽ sử dụng là sàn Remitano. Mình sử dụng cái sàn này đi. Rồi mình đã đăng nhập thành công với cái sàn này. Thì như video trước mình đã rút cái con lọc XRP ha. Mình sẽ bấm chữ rút tiền này, XRP, Ripple đó. Thì lịch sử tiền gửi nè. Đây, lần trước mình đã bán là 91 XRP này nha. Giao dịch nè. Rồi, thì ở đây mình sẽ bấm là nạp tiền. Đây là lịch sử lần trước mình nạp ha. Anh em bấm vào chữ copy để lấy cái địa chỉ ví XRP ha. Sau đó mình qua thằng này. Bắt nó ra cái chỗ là địa chỉ nè. Đó, nó sẽ kêu là sending XRP đến cái địa chỉ này. Destination tag là mình sẽ copy cái thằng này. Và đây, bắt nó ra. Amount, giá trị ha. Sử dụng available fund from this card. Rồi, nó sẽ lấy hết luôn à, đó nhanh. Message là cái tin nhắn rồi, chúng ta thêm cũng được không thêm cũng được ha. Tại vì bên đây nó không có yêu cầu, chúng ta chỉ cần điền cái tag đúng là được. Đây, và cái địa chỉ đúng là được. Đó. Phía dưới này nó sẽ quy ra chúng ta ha. Chúng ta bị trừ một chút phí thôi. Đây, withdraw fee này rồi, nhưng mà bị cái phí quy đổi á. Nhưng quy đổi từ BET ra XRP á, nó sẽ bị trừ. Rồi mình sẽ bấm vào chữ là confirm ha. Ở đây là nó mặc định chọn chúng ta là BET vì chúng ta chỉ đang có BET thôi. Bấm confirm. À, nó sẽ quy đổi này từ BET sang cái đồng là XRP. Do mình cài cái mã OAuth nên bây giờ mình phải nhập cái mã OAuth vô đây ha. Sau đó bấm chữ là confirm này. Rồi nó đã trừ hết của mình ha, về lại ấp học. Phía dưới cùng này nha. Xin thị là processing sending to the network đó. Thì bây giờ nó đang gửi đi, khi nào nó hoàn thành rồi á, nó sẽ thì là complete nhá. Trong lúc đó thì mình sẽ vào cái thằng là Bookfixer đó. Thì đây là cái tài khoản Bookfixer của mình ở trong ví dụ là Play Reward. Thì cái con này mình review cũng được mấy tháng rồi ha, 2 tháng, 2 3 tháng gì đó. Thì anh em nào chưa chơi có thể chơi ha. Thì với cái con Play Reward này nó như một cái trình duyệt là cốc cốc Google Chrome vậy thôi, anh em tải nó về. Nhưng được cái là anh em sử dụng nó sẽ giúp anh em chặn quảng cáo và còn kiếm được tiền nữa. Ngày trước đi tuyển một rep thì anh em sẽ nhận được 5 đô. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi theo 5 group. Nghĩa là Việt Nam mình sẽ ở group 5, anh em tuyển một rep, người ta xài một tháng nhá, ngày nào cũng xài thì anh em chỉ nhận được 1 đô thôi. Còn nếu như anh em tuyển những người ở bên Mỹ này thì anh em sẽ nhận được là 7.5 đô. Bấm mua xin thì theo anh em xem cho nó chi tiết hơn ha. Có nghĩa là mỗi nước nó nằm ở quốc gia nào á. Đây download này, install confirm này. Confirm là người ta phải xài được 30 ngày thì anh em mới được cộng tiền nhá. Đây mình mới được 44 lượt confirm thôi, lượt cài với lượt download thì cũng khá là nhiều, nhưng mà confirm thì hơi khó, bắt buộc phải xài cái này 30 ngày lận. Rồi anh em đợi một lúc là cái dòng là USEN là 109 này nó hiển thị complete ha. Ở 3 phút trước rồi này. Mình sẽ quay lại cái thằng là ví Remitano. Ok. Rồi nó đã hoàn thành rồi ha. Tắt nó đi. Rồi phía dưới này chúng ta sẽ thấy cái thằng là XRP đâu. Nó sẽ thị trên gần trên ha. Đây, do mình có tiền rồi á, có
có cái đồng XRP ở trong đây thì nó sẽ đẩy lên trên. Ở dưới Việt Nam đồng nha, XRP này. Sau đó thì mình sẽ bấm ra ngoài luôn đi. Mình về cái trang chủ của nó, mình chọn là XRP cho nó nhanh, Ripple. Đó, mình sẽ bấm chữ bán ngay cho nó nhanh nha. Bấm mát này, đấy. Sau đó bấm vào chữ là bán ngay cho nó nhanh. Đó, xong. Anh em chỉ bấm vậy thôi là nó xong rồi đó. Bây giờ mình muốn rút tiền thì mình bấm vào chữ rút tiền này, chọn ngân hàng muốn rút này, nhập số tiền cần rút này, 446303, mình rút hết rồi nào, bấm xác nhận. Rồi bấm xác nhận một lần nữa. Rồi, nó lại đang xử lý, đây là cái lịch sử rút tiền của mình nha. Đấy. Càng ngày càng ít. Đấy, ngày trước rút được 4 triệu, 6 triệu, 3 triệu, bây giờ rút được có tí xíu thôi. Tùy chơi kèo gì thôi anh em, có kèo được nhiều, có kèo được ít. Chỉ một chút thôi. À, nó báo đã giao hàng, bây giờ mình chỉ cần vào cái thằng ngân hàng của mình check thôi ha. Đây anh em có thể xem, nó cộng ngay trực tiếp nha, 438603 này. Cái Thị Yến này, ơi ôi, đây là cái mã của nó thôi. Đây. Đây là ngày hôm qua này, chuyển khoản này, rồi phần thưởng HB này, cái này là rút V99 này. Rồi. Rồi đó, nếu như anh em nào mà chưa biết cách rút tiền có thể là tham khảo cái này ha. Bây giờ thì phải đợi khoảng là một tháng nữa thì nó mới cộng tiếp này. Ở đây theo như mình thấy cứ mỗi tháng nó cộng cho mình khoảng là như chứa hơn một đô thôi. Vậy là nó cộng cho mình khoảng 20 bet thôi. Còn lại là bet được cộng nhờ rep. Tại vì rep sử dụng 30 ngày thì nó mới cộng được.